mà ai đây hả cô? Người giúp việc cô mới tuyển á? Em không làm gì sai cả, là tại mẹ. Tại mẹ này. Mẹ, tôi không phải là thú cưng. Để các người thích thì nuôi, không thích thì bỏ. Thế cô định để thứ đổi héo cả người đấy à? Không nhanh nhanh cái chân lên. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Tại vì chợ đông quá, con chen mãi mới ra đến đây được đấy. Thôi thôi, không nói nhiều nữa. Đi về. Cô có ai đấy hả? Cô đi đâu đấy hả? Cháu đi đâu đấy? Mà cháu xinh thế này. À, cháu đi mua một ít đồ cho mẹ cháu. Mà ai đây hả cô? Người giúp việc cô mới tuyển á? Bác đi chợ, mà đây là con dâu bác. Chào cô. Ôi chết, em nhầm. Tại em thấy chị ăn mặc quê quá nên là em cứ tưởng chị là người giúp việc. Mà nhà cô Hoa có đến nỗi nào đâu mà lại để chị ăn mặc như này. Giá mà ngày trước anh Trung cưới cháu thì bây giờ khác cô nhỉ. Cô nói cái gì đấy? Ô, thế chị không biết à? Hồi trước em với cả anh Trung yêu nhau, nhưng mà nếu không có sự xuất hiện của chị thì anh cũng đã cưới em từ lâu rồi. Ô, cháu nói gì? Thế thằng Trung nhà bác là ngày xưa là vì nó mà nó bỏ cháu à? Cô ăn nói vô duyên nó vừa vừa thôi. Con không được nói thế. Đây là con gái của bạn mẹ. Thôi, cháu phải đi mua đồ cho mẹ cháu rồi ạ. Cháu chào cô, em chào chị ạ. Chào cháu nhé, khi nào rỗi thì nhớ ghé nhà bác chơi nhá. Mẹ, về đợi con mẹ ạ. Cô ăn nói kiểu gì đấy hả? Cô có biết đấy là con gái của bạn tôi không? Mẹ, con có ý gì đâu ạ. Con chỉ muốn nói với My vài câu thôi. Trước khi em nói, phải nhìn lại mình đã. Trông kìa, mang tiếng là vợ giám đốc mà ăn mặc chẳng sang gì cả. Lôi thôi bẩn thỉu, nhếch nhác như cái đứa ở ấy. Con mặc bộ này để làm việc nhà cho nó tiện ạ. Cô im đi. Tôi là mẹ chồng mà tôi nói cái gì cô cãi nhem nhảm như thế. Tôi phải làm như thế nào để cô vừa lòng đây? Sao? Không nói gì đi chứ? Cô khinh tôi đấy hả? Mẹ bảo con im một gì ạ? Cô định chọc tức tôi đấy hả? Ơ kìa mẹ, có chuyện gì đấy ạ? Đấy, con xem này, con dâu mà cãi mẹ chồng nhem nhảm lại còn chửi bới nữa chứ. Cái gì? Quyên cãi mẹ ấy ạ? Quyên, tại sao cô lại cãi mẹ tôi? Anh phải nghe em nói đã. Em không làm gì sai cả. Cái người không biết điều. Lúc nãy ở ngoài đường cô nói cái gì? Cô làm tôi xấu hổ chết đi được. Mẹ nói quá đáng lắm rồi đấy ạ. Đấy, con thấy chưa? Nó cãi mẹ nhem nhảm như thế đấy. Cô, ai cho cô cãi mẹ tôi? Em không làm gì sai cả, là tại mẹ. Tại mẹ này. Đấy, cái người không biết điều. Chồng nó chỉ dạy thế thôi. Này nhá, mẹ tôi nói đúng đấy nhá. Cô ấy, tôi cảnh cáo cô. Cô mà còn nói láo mẹ tôi nữa thì đừng có trách. Mẹ, mình vào phòng thôi. Cô cẩn thận đấy. Này, uống nước đi cháu. Cháu xin. À, mà chị Quyên đâu rồi hả bác? Bác vừa bảo nó đi chợ. Mà hôm nay cháu đến chơi bác ấy hỏi nó làm gì? À, thì cháu quan tâm nhà bác tí ấy mà. Cháu quan tâm đến nó làm gì? Cái ngữ suốt ngày chỉ biết nấu ăn dọn dẹp, ăn mặc thì như con dở hơi. Bác nhìn còn chán nữa là chồng nó. Giá mà bác có một đứa con dâu như cháu nhỉ? Mở mày mở mắt đấy. Bác cứ quá khen cháu. Bác không quá khen đâu. Bác nói thật đấy. À mà nó làm dâu nhà bác lâu rồi, sợ hàng xóm nó dị nghị chứ. Không thì bác bảo thằng Trung đuổi nó đi rồi. À, thế thì cháu sẽ có cách giúp bác. Mà cháu sợ làm thế có lỗi lắm ạ. Cách gì đấy? Cháu cứ nói đi. Cháu mà đuổi được nó ra thì bác mừng lắm. Đấy là do bác nói nhá. Được rồi ạ.
chào mẹ. Cô, sao cô lại ở đây? Mày còn dám vác cái mặt về đấy à? Mày gây chuyện như thế mà giả vờ không biết gì à? Cứ đổ cứ thân mất nết. Mẹ, mẹ nói gì con không hiểu ạ? Này, cô tự mình xem đi. Mẹ, đây không phải con. Không có chuyện này ạ. Không phải là con, ngày nào con cũng ở nhà không thể thế này được à? Có bằng chứng như thế này mày còn cãi hả? Thảo nào mà mỗi lần đi chợ hàng tiếng đồng hồ chưa thấy về. Loại con dâu như thế thì cút ra khỏi nhà tôi đi. Mẹ, con không làm gì sai cả, không phải là con. Này, làm gì có ai làm mà bảo là mình không làm. Cô. Mẹ, Quyên, có chuyện gì đấy? Con xem đây này, con ăn ở thế nào mà để vợ con cắm sừng như thế này. Con người chứ đâu phải trâu bò đâu. Mẹ nói gì, con không hiểu. Đây con xem đi. Này. Không phải em không làm gì sai cả đấy, không phải em thề với anh đấy. Tôi không ngờ cô lại một người con dâu khốn nạn thế. Không, anh phải tin em đấy, không phải là em thề với anh là em không làm gì sai với anh cả. Anh phải tin em. Cô ra khỏi nhà anh. Em xin anh đừng đuổi em không làm gì sai. Cô đừng có nói nữa, tôi không muốn nhìn mặt cô nữa. Anh đừng đuổi em xin anh này. Cô này, không muốn thấy mặt cô nữa. Tình hình công việc sáng nay thế nào? Dạ công việc vẫn ổn chị ạ. À, cũng đến giờ ăn trưa rồi đấy. Hai đứa đi ăn trưa đi, để chị trông cửa hàng cho. Dạ, vâng. Mẹ ơi, cửa hàng này đẹp này, mẹ có mình vào xem nhá. Đây, mẹ ơi. Mẹ ơi, đẹp. Đẹp quá nhỉ. Còn đi sao? Hai chị cần giúp gì ạ? Tính tiền cho tôi đống này. À, tưởng ai? Hóa ra là vợ cũ của chồng tôi à? Dạo này đổi đời ghê gớm nhỉ? Làm nhân viên phục vụ ở thời trang Vumark đấy. Ghê gớm phết. Hai người không cần giúp gì thì tôi xin phép. Này, đứng lại. Chúng tôi đến đây để mua sắm. Đúng không mẹ nhỉ? Đúng rồi. Chúng tôi đến đây để mua sắm. Bây giờ cô là người phục vụ ở đây, cô phải có trách nhiệm phục vụ chúng tôi, chứ đừng chở cái thói đỏng đảnh trước đây ra nhá. Vâng ạ. Nói tử tế như thế thì có phải tốt hơn không? Này, thái độ thế là sao đấy? Cô nên nhớ thân phận của mình là nhân viên phục vụ. Lúc trước ở nhà thì phục vụ mẹ với cả anh Trung, còn bây giờ ra đường ấy là phục vụ tôi. Cầm lấy cái thẻ này, ra thanh toán hết cái đống đồ này cho tôi. Nhanh lên. Vâng ạ. Tưởng thế nào, cũng chỉ là con nhân viên phục vụ mẹ nhỉ. May mà hồi trước mẹ xui thằng Trung bỏ nó đi để lấy con đấy. Con biết mà, con yêu mẹ. Mẹ chọn đồ đi. Ừ. Khốn nạn! Mày làm cái gì vậy Trung? Sao mày lại đánh nó? Tát em! Mẹ không biết gì à? Cô ta lấy hết cả tiền tiết kiệm của nhà mình để mua sắm hết rồi đấy! Em chỉ lấy 3 triệu để tiêu thôi mà. Xin lỗi cô, thẻ của cô hết tiền rồi. Vui lòng thanh toán tiền mặt giúp tôi.
thể như thế được. Thẻ của tôi làm sao mà hết tiền được? Quyên, sao lại đây? Anh nhìn cái gì đấy? Đây là vợ cũ của anh, nhưng mà cô ta chỉ là một con nhân viên quèn thôi. Ra là vậy. Thưa sếp tổng, đây là báo cáo doanh số của cửa hàng miền Bắc trong 3 tháng qua. Chị cần gì không ạ? Chị cảm ơn. Sếp tổng á? Không thể thế được. Đúng vậy đấy. Làm sao mà có nhân viên quèn như này mà là sếp tổng được? Tôi không tin. Dạ, đây là sếp tổng của công ty thời trang Phương Bắc. Hiện nay công ty mở rộng thị trường ra miền Bắc nên chỉ để xem xét thôi. Cậu nói thế mà tôi tin được á? Cái con nhà quê này mà là sếp tổng mà. Này, đừng tưởng đắp hàng hiệu lên người ấy mà nâng cao giá trị bản thân mình lên nhá. Cô đừng có chỉ được người khác như thế. Tôi làm sao? Thôi Hoàng, giá trị của một người phụ nữ ấy không nằm ở những bộ quần áo mà cô ta mặc, nó nằm ở nhân cách và đạo đức. Nhưng mà thường thì khi người ta đánh giá một người phụ nữ ấy, họ sẽ đánh giá qua những cách ăn mặc của người phụ nữ. Vì thế cho nên tôi ăn mặc đẹp để gây ấn tượng với người khác. Cô cảm thấy không vui à? Cô! Cô cút đi! Lúc trước là tôi ngu tôi dại tôi mới bị cô lừa. Mẹ! Em là con dâu của tôi. Quyên, em tha lỗi cho anh. Ngày trước anh bị cô ta lừa. Bây giờ em trở về với mẹ của anh đi. Mẹ của anh nhớ em lắm. Anh Trung! Sao anh lại có thể nói những câu như thế nhỉ? Các người thôi hết đi. Tôi không phải là thú cưng. Để các người thích thì nuôi, không thích thì bỏ. Tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc của mình. Ngày xưa mẹ con anh chê tôi quê mùa, xấu xí. Các người làm mọi cách để đuổi tôi ra khỏi cái nhà đấy. Bây giờ nhìn thấy tôi có một chút vị trí thì các người lại muốn gọi tôi về à? Cô ấy cũng chỉ là ăn may thôi. Dù sao ấy, cô cũng bị gắn cái mác là bị chồng bỏ rồi. Phải, tôi là đứa bị chồng bỏ. Chính vì nhờ những tổn thương đó cho nên tôi mới có được tất cả những thứ như ngày hôm nay. Phụ nữ ấy, thì phải tự chủ về kinh tế thì mới làm chủ được cuộc đời của mình. Những bộ quần áo mà tôi mặc ấy không nói nên tôi làm vị trí gì, nhưng mà nó có thể khiến tôi tự tin khi giao tiếp với những người đã làm tổn thương tôi. Xin phép mọi người, tôi còn việc phải làm. Kim! Mẹ ơi! Rồi! Rồi!